Một hình ảnh vô cùng thú vị và ngạo nghễ đã xuất hiện trong chiến thắng của Arsenal trước Tottenham ở trận derby Bắc London đêm chủ nhật vừa qua. Đó là tình huống ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Aubameyang sau một tình huống phản công xuất sắc của pháo thủ. Cầu thủ người Gabon đã thực hiện pha ăn mừng trượt cỏ trước mặt các cầu thủ viên đội khách sau khi điểm tên lên bàn điện tử. Pha ăn mừng này tái hiện hình ảnh kinh điển của huyền thoại Thierry Henry hồi còn thi đấu. Vào tháng 11 năm 2002, đứa con thần gió từng ăn mừng y hệt như vậy khi ghi bàn trong chiến thắng Tottenham 3-0 ở sân vận động Highbury. Henry cũng đã dự khán trực tiếp trận đấu đó và tỏ ra rất hạnh phúc sau khi chứng kiến tình huống ăn mừng đầy thú vị của Aubameyang. Bình luận qua Sky Sports được tờ Mirror dẫn lại, Henry lên tiếng: "Tôi đoán đây là phong cách ăn mừng của derby Bắc London. Bạn có thể ăn mừng như vậy tại sân nhà, tuy nhiên nếu trên sân khách thì mọi thứ sẽ rắc rối hơn." Bên cạnh đó, Henry cũng không quên dành những lời khen cho Bukayo Saka và Emile Smith Rowe. Saka và Smith Rowe là hai nhân tố nổi bật nhất trong trận đấu này. Arsenal đã chơi trận derby theo cách tốt nhất họ có thể và tôi nghĩ Tottenham đã không làm được điều gì đó đặc biệt trong hiệp 2. Hai đứa trẻ này thật đặc biệt đối với học viện và giá trị cốt lõi của câu lạc bộ. Chúng ta cần Arsenal như thế này, chúng ta cần những màn trình diễn kiểu này và đó là lý do tại sao chúng ta quan tâm đến những cầu thủ bổ sung DNA đội bóng như Saka và hay Smith Rowe, bởi vì họ ý thức được thế nào là chiến thắng và ý nghĩa của việc không được để thua trước Tottenham. Ngoài ra, Henry cũng tiết lộ với báo chí về việc mua lại câu lạc bộ từ ông chủ Stan Kroenke. Để tiến hành kế hoạch, bạn cần có lời phản hồi từ đối tác. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Không có bất kỳ cuộc đối thoại nào vào lúc này. Tôi nghĩ quá trình đàm phán sẽ kéo dài. Nó sẽ diễn ra trong bao lâu, tôi thực sự không biết. Ông kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh Henry và tỷ phú Daniel Ex ngồi trên khán đài theo dõi trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur cuối tuần qua. Họ trả lời rằng họ không cần tiền. Tôi tôn trọng quyết định đó nhưng sẵn sàng nối lại đàm phán khi tình hình biến chuyển, Daniel Ex viết trên trang Twitter cá nhân. Theo Mundo Deportivo đưa tin vào hồi đầu tháng, Arsenal đã gọi Youssef En-Nesyri là một mục tiêu chuyển nhượng sắp tới. Ngôi sao sinh năm 97 đang là một trong những sát thủ hàng đầu của La Liga trong áo Sevilla. Mùa trước, En-Nesyri đã ghi 18 bàn sau 38 lần ra sân tại giải đấu cao nhất xứ sở Bò Tót. Vị trí hiện tại của anh là tiền đạo cắm, tuy nhiên En-Nesyri cũng chơi tốt khi phải đá giạt biên. Hiện tại hợp đồng của En-Nesyri với Sevilla vẫn còn đến mùa hè 2025 và đội bóng của Tây Ban Nha được cho là sẽ yêu cầu một khoản phí gần 40 triệu bảng tiền mặt cho cầu thủ 24 tuổi. Trong khi đó, Arsenal cũng không muốn mất trắng Lacazette vào mùa hè năm sau. Vậy nên các báo cáo cho rằng pháo thủ đang tìm cách thuyết phục Sevilla thực hiện thương vụ trao đổi vào tháng riêng tới. Theo tin tức mới nhất từ Andres Boni, tiền vệ Granit Xhaka đã bị đứt dây chằng đầu gối phải trong trận đấu giữa Tottenham và Arsenal vào đêm chủ nhật vừa qua. Chẩn đoán ban đầu tiết lộ, với chấn thương này Xhaka sẽ phải ngồi ngoài ít nhất từ 6 đến 8 tuần để có thể hồi phục. Theo đó, tiền vệ người Thụy Sĩ sẽ chắc chắn vắng mặt trong 6 trận đấu sắp tới của pháo thủ, lần lượt trước Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, Leeds United, Leicester và Watford. Một thông tin không lấy gì làm vui vẻ cho các fan của Arsenal khi mà Xhaka mới trở lại sau án phạt treo giò, nay lại phải nghỉ thi đấu vì một chấn thương mà anh vô tình làm nạn nhân.